Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, câu chuyện chị Đinh Thị Liên 53 tuổi đẻ ra đỉa xảy ra cách đây mấy năm, nhưng đến giờ khi nhắc lại thì cả vùng quê nghèo Diễn Tân thuộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An vẫn sao động và rùng rợn. Được biết con đỉa này khác xa với những con đỉa chị đã từng gặp, nó to một cách kỳ lạ khiến chị cũng phải rùng mình. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chị Liên kể, tôi vẫn còn rùng mình mỗi lần nhớ lại chuyện hôm đó. Hôm ấy, đang làm ngoài đồng thì tôi bỏ về sớm vì thấy hơi khó chịu. Đi được một đoạn thì tôi thấy ướt ướt ở vùng kín. Tưởng rằng mình đến tháng nên định về nhà tắm giặt thay đồ. Nhưng đến cổng thì thấy máu chảy ướt cả quần, rồi ở vùng kín có cái gì đó ngọ nguậy. Thấy vậy tôi giở xuống, lôi ra một vật dài 30cm và to bằng cổ tay người lớn. Chị Liên vứt ngay vật mình vừa lôi trong người ra xuống đất vì nghĩ rằng mình đã sinh ra quái thai. Nhưng sau đó vì tò mò, chị lấy nước dội lên vật đang ngọ nguậy ấy thì mới tá hỏa khi phát hiện nó là một con đỉa. Con đỉa có màu đen xen lẫn đốm vàng. Tuy nhiên nó không như những con đỉa thường gặp mà to và dài gấp hàng trăm lần. Chị Liên bảo nếu như những người khác yếu bóng hay bị bệnh tim thì chắc chắn sẽ bị ngất hoặc phát điên khi nhìn cảnh tượng hãi hùng đó. Lúc sau, người đàn bà này lại nghĩ mình bị sảy thai nên mới lôi ra được cái thứ trơn trơn, màu vàng đen, không giống hình hài đứa trẻ con ấy ra ngoài. Nói về nguyên nhân vì sao con đỉa nằm trong cơ thể mình, chị Liên chia sẻ, trước đó khoảng 2 tháng, tôi có đi cắt cỏ cho trâu tại một đầm nước ngập, lên đến đùi nhưng lại không đi ủng. Có thể con đỉa đã chui vào người tôi từ lúc ấy. Cho rằng con đỉa đã chui vào người mình từ lần đó, nhưng theo chị Liên thì chị không hề bị ngứa hay khó chịu ở vùng kín nên mới không phát hiện ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phía bụng dưới của chị thường bị đau âm ỉ và chị thường hay bị sốt về đêm. Người đàn bà này cho biết, mặc dù con đỉa đã nằm trong người chị gần 2 tháng trời, nhưng chị vẫn không nhận thấy dấu hiệu gì quá bất thường. Nhiều hôm chị cảm thấy đau đau ở vùng bụng dưới, nhưng cứ tuổi già bị đau bàng quang. Chị cứ thế chịu đựng mà không nói cho ai biết. Đã 5 lần 7 lượt chồng bảo trở lên bệnh viện khám nhưng chị ngại đi. Với lại chị nghĩ chắc đau bình thường, dăm bữa nửa tháng sẽ khỏi. Được biết, cũng có nhiều đêm chị thấy nóng ran trong người, chị thường phải bật cả hai cái quạt lớn khiến chồng phải phát hoảng. Sau này thấy phần bụng dưới có biểu hiện to hơn bất thường, chị Liên sờ nắn xem sao thì thấy hơi mềm mềm. Cả nhà nghĩ chắc chị không tập thể thao nên có mỡ bụng. Có ai biết được trong người mình lại có con quái vật ấy đâu. Nếu biết thì tôi cũng sợ đến chết, chị Liên chia sẻ. Anh Lê Văn Khuynh, chồng chị Liên tâm sự, từ hôm đẻ ra đỉa có lẽ do sợ quá nên vợ tôi thường hay bị giật mình và sức khỏe cũng kém đi nhiều. Gia đình tôi cũng đã đưa bà ấy đi khám xét nghiệm máu, tử cung và buồng trứng để điều trị vì sợ di chứng do con đỉa gây ra. Không chỉ chị Liên và mọi người trong gia đình bàng hoàng trước sự việc xảy ra, mà ngay cả những người hàng xóm của gia đình chị cũng phải mắt nhắm lắc đầu vì quá rùng rợn khi tận mắt chứng kiến sự việc. Ngồi bên cạnh vợ, anh Lê Văn Khuynh, chồng chị Liên, cũng tưởng tượng lại cái ngày kinh hoàng đó. Anh Khuynh cho hay, hôm đó khi đi làm về, đến nhà thấy sân giếng lênh láng máu, trong nhà thì không có ai nên không biết chuyện gì cả. Anh lập tức chạy sang hỏi hàng xóm mới biết vợ mình vừa sinh ra quái thú. Anh Khuynh lắc đầu bảo, lúc đó trong người tôi bỗng như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, thấy ớn lạnh vô cùng. Lúc sau mới hoàng hồn rồi chạy lên bệnh viện với vợ. Từ trên quốc lộ 1A nhưng hỏi đến chị Đinh Thị Liên, 47 tuổi ở xóm Phú Hậu, xã Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, người đàn bà đẻ ra đỉa, hầu như ai cũng biết. Những người dân trong xã mà các khu vực lân cận đều bàn tán xôn xao về sự việc này. Họ hoang mang vì chị Liên sinh ra quái thú, con đỉa khổng lồ. Đây là thứ họ, người dân chưa từng thấy bao giờ. Trong ngôi nhà nhỏ, chị Liên vẫn còn mệt mỏi sau khi gặp sự việc trên. Chị bàng hoàng cho biết, ban đầu tôi nói ra không ai tin và tôi cũng chẳng muốn tin đó là sự thực. Thưa quý vị, bị đỉa chui vào cơ thể vốn không có gì ở lạ, nhưng có tới 2 con đỉa cư trú suốt 3 năm trong người thì lại là chuyện hết sức hiếm gặp. Được biết, một người đàn ông ở Trung Quốc đã rơi vào trường hợp hy hữu này. Ông đã phải đến bệnh viện để tiến hành gắp 2 con đỉa từ trong cơ thể mình ra. Ông Đàm Kỳ Hổ đến từ huyện Trường Dương, Hồ Bắc, Trung Quốc đã rơi vào trường hợp hy hữu này. Ngày 12 tháng 11 vừa rồi, ông đã phải đến bệnh viện để tiến hành gắp 2 con đỉa từ trong cơ thể mình ra. Ông Đàm cho biết, phần chân thường xuyên cảm thấy đau nhức, bị ngứa nhưng tìm mãi không phát hiện ra nguyên nhân tại sao. Ông cứ nghĩ rằng mình bị gãy xương hoặc bị một vấn đề gì khác. Hơn nữa, khi đến khám tại bệnh viện địa phương thì các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Cho đến gần đây, ông bỗng cảm thấy cực kỳ đau nhức, đi lại khó khăn nên phải lên tận Bắc Kinh để khám chữa. Ngày 12 tháng 11, khi đến khám tại bệnh viện Giải phóng Quân 301, các bác sĩ đã phải sử dụng kỹ thuật cộng hưởng từ để kiểm tra nguyên nhân gây ra đau nhức một bên chân cho ông Đàm. Qua rất nhiều lần kiểm tra ở các vị trí khác nhau trên chân ông Đàm,
các bác sĩ mới xác định được có hai con đỉa đang cư trú trong đó. Ngay sau đó, các bác sĩ đã phải tiến hành gấp đỉa từ trong bên chân trái của ông ra ngoài. Họ đã gấp được hai con đỉa, con nhỏ dài 4cm, con to dài tới 8cm. Đến cả các bác sĩ khi nhìn thấy hai con đỉa cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, không thể tin rằng hai con đỉa đó đã ở trong chân ông Đàm những 3 năm. Ông Đàm nhớ lại ở quê ông chủ yếu sinh sống dựa vào việc cày cuốc, làm đồng ruộng. Khoảng 3 năm trước, trong một lần đi làm đồng, ông đã phát hiện thấy có một con đỉa đang cố chui vào bên chân trái của ông. Ngay lúc đó ông đã cố hết sức lôi nó ra ngoài nhưng chỉ kéo được một nửa. Ông nghĩ rằng một nửa còn lại đã vào trong cơ thể chắc sẽ không thể sống được nữa. Thế nhưng không ngờ nó lại trở thành một con đỉa khác và cư trú trong cơ thể ông suốt 3 năm. Ông nói, suốt 3 năm nay tôi không thể làm bất cứ công việc đồng áng nào, cũng không thể ra ngoài làm thêm vì chân đau. Hy vọng mọi người đừng chủ quan để gặp phải tình huống như tôi. Một người phụ nữ tại Phú Thọ cũng từng bị đỉa chui vào khí quản. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ khoa tai mũi họng đã gắp ra một con đỉa dài khoảng 10cm, to bằng ngón tay người lớn, ra khỏi khí quản người bệnh. Bệnh nhân bị đỉa chui vào khí quản là chị TTT, 53 tuổi, ở Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ, là người dân tộc Dao, bẩm sinh đã bị cầm điếc. Chị T nhập viện trong tình trạng ho khò khè, khó thở. Khoảng 4 ngày trước, chị bắt đầu có những triệu chứng này và đã ra hiệu cho người nhà rằng có cái gì đó vướng trong cổ họng mình. Trước khi được gắp thành công con đỉa ra khỏi khí quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chị T được gia đình đưa vào khám ở Bệnh viện huyện Tân Sơn. Tại đây, bác sĩ có phát hiện dị vật nhưng không gắp được. Theo bác sĩ Hà Thị Thủy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khi tiến hành nội soi, bác sĩ đã phát hiện trong thanh khí quản bệnh nhân Thắng có một dị vật đang di chuyển lúc lên lúc xuống ở hai dây thanh khí quản. Khi gặp ánh sáng, dị vật lại chui xuống khí quản. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định gây tê để thực hiện gắp bỏ. Tuy nhiên khó khăn là khi tính chất thuốc tê đắng làm cho dị vật co nhỏ rơi xuống khí quản, làm cho chị Thắng ho nhiều, khó thở không thể gắp được. Các bác sĩ đã phải mai phục suốt cả giờ đồng hồ để bắt được dị vật kia. Bằng phương pháp nội soi ống cứng, các bác sĩ lấy ra dị vật là một con đỉa trâu dài khoảng 10cm, to bằng ngón tay người lớn, sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi và không gây ra tai biến gì cho bệnh nhân. Chị LTT, người nhà bệnh nhân cho biết, Thắng bị cầm điếc từ khi mới sinh ra, sống một mình, không có chồng con. Do thiếu hiểu biết nên thường xuyên rửa mặt, uống nước suối mỗi khi đi rừng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến đỉa chui lọt vào ký sinh trong cơ thể, gây nguy hiểm cho nhiều người dân vùng núi hoặc vùng sông nước. Đỉa, vắt có thể chui vào cơ thể theo đường nước, vào mũi, họng. Qua thời gian ngắn, chúng sẽ hút máu, phát triển và lớn rất nhanh. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, người dân không nên sử dụng nguồn nước không đảm bảo an toàn trên rừng, sông, suối, ao hồ để uống, sinh hoạt, tránh hiện tượng đỉa, vắt chui vào người ký sinh. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.